rồi, biết rồi. Được rồi em. Được rồi, ok, yên chí. Ok, bye bye. Kevin ơi, mẹ về rồi con ơi. Tục tưng tụi mẹ ơi, tục vàng tụi mẹ ơi, tôm tay tụi mẹ ơi, đâu rồi? Mẹ về rồi nè, ra đây. Còn quá vậy biết nữa. Hello, chị nghe đi. Cái gì? Sao tiệm sao? Hả? Con bé Tư con thợ mới vô nó cắt đứt ngón chân người ta hả? Thôi chết rồi. Cái gì, nói lại chị nghe coi. À, nó cắt đứt móng chân người ta hả? Trời ơi, vậy làm chị hết hồn. Hôm nay là ngày quan trọng của ba chị. Chị phải ở nhà chị lo cho ba chị biết không? Sao em nói sao? Tôi ráng đi, em ráng làm phiêu dài giùm chị nghe. Trời, tôi giao tiền tụi bay có ngày mà tụi bay làm kỳ cục quá. Thôi hôm nay ngày quan trọng của ba chị thì ok, bye bye nha. Bye. Rồi, bye bye. Kevin ơi, quay. Thôi. Hi mommy. Cái gì vậy con? Con mặc cái đồ gì kỳ cục, chị đổi nón trong nhà là sao? It's cool. Cái gì mà cool? It's in style, mom. Trời, sai gì không biết, con cởi ra giùm mẹ coi. Con nít thời nay sao nó kỳ cục ghê vậy, trong nhà mà đổi nón à. Trời ơi, tục tưng tụi mẹ. Tục vàng, mẹ hung tái tôi. Mẹ không được, mẹ. Cái gì không được? Con lớn rồi mẹ ơi. Lớn cái gì mẹ hung mới là. Mẹ. Kỳ cục không à, các bạn mẹ coi nè. Chào, chán uống chua chua. Dạ uống rồi. Ăn macaroni chua. Dạ ăn rồi. Làm homework chua. Dạ làm rồi. Học history chưa, làm math chưa. Ủa, mẹ mua nhiều đồ quá, để con giúp mẹ ha. Thôi, cục vàng. Tục vàng nồi xuống đây cho mẹ nha. Để mẹ làm nha, con cứ ngồi đó đi. Đó, bởi vậy mà mẹ mệt ghê vậy đó. Ai da 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 da, học hành xong hết rồi phải không con, làm homework rồi phải không? Đây nè, Kevin mà. Ôi, trời ơi. Cái gì vậy con? Trời ơi, sao mà cứ đổi cái nó lù lù trong nhà vậy? Everybody does it. Cái gì đơi đơi cái gì? Người ta que được mà con đừng có que. Con que vậy con scare mẹ biết không? Trời ơi, kỳ cục, cởi ra coi. Mặt mày đẹp đẽ thì con. Thôi chết rồi con ơi. Sao tự nhiên nổ nguyên cái mụn bự vô đây vậy con? Trời ơi mẹ, đàn ông con trai có chút xíu mụn đâu có sao đâu. Không được, trời ơi, mặt phải láng con. Để mẹ vô mà lấy kem Chanel mẹ xức cho nha. Con xức rồi. Hả? Xức cái gì vậy? Kem đánh răng. Quỷ xíu à, giỡn không à. Nè, mẹ nói nghe nè. Hôm nay đó, coi như là ngày quan trọng của ông ngoại biết không? Con phải làm cho ông ngoại vui nghe không? Con đâu có bao giờ thấy ông ngoại vui đâu. Chứ sao? Lúc nào ổng cũng như vậy nè. Sao đâu? Làm sao? Là angry. Trời ơi, thì thôi ảnh hưởng nghề nghiệp. Tại ngày xưa ông ngoại coi như ông ngoại làm thẩm phán, ông ngoại làm ông tòa, cho nên lúc nào ông mày nhăn nhăn nhó nhó. Bây giờ thôi kệ ráng đi chứ, ông ngoại dễ thương lắm. Đây, đứng lại mẹ coi. Nè, con đọc cái bảng sao nè mẹ coi nha. Để coi trình độ tiếng gì con sao nha, đọc thử mẹ coi coi. Li ton to cu ông tran con li. Li ton to cu ông tran con li. Là cái gì vậy mẹ? Trời ơi, tôi cho nó học tiếng Việt mấy năm trời mà lễ thượng thọ cụ ông Trần Công Lý mà nó li ton to cu ông Trần Công Lý. Trời ơi, Kevin, mẹ nói nghe nè. Cái tiếng Việt mình nó quan trọng lắm nha con. Nhấn dấu đàng hoàng, cái này là cụ ông nha con, chứ không phải là ư ông nha con, nghe không? Ư ông. Ok. Biết chưa? Dạ, biết. Đó là lễ mừng thượng thọ ông ngoại. Năm nay ông ngoại 70 biết chưa? Thượng thọ. Là cái gì vậy mẹ? Cái thằng không bao giờ nghe mẹ dạy. Mẹ nói nghe nè, Việt Nam mình á, ví dụ như ai mà sống quá 60 tuổi là sống lâu rồi, sống dai rồi mà chưa có chết thì mình ăn mừng biết không? Sống lâu sống dai nghe em con. Oh, I get it. À ha, sống lâu sống dai nha. Đó. Rồi. Chị cho ông ngoại ra đó con. Công ty gửi tiền về Việt Nam. Ý gì mà đi nghe đây. Cô ơi, Cô dùm tôi, ngày hôm qua tôi ra ngoài tôi gửi về Việt Nam 200 đó cô. Không biết bển nhận được chưa vậy cô? Cái tiền Việt Nam. Nhờ cô cho biết nha. Bác cho con xin cái membership. Ôi, giọng ai nhão vậy trời. Dạ, membership của tôi là 9000. Không nhớ cô ơi. Rửa thì bác cho con xin cái quỹ danh được không bác? Tôi tên là Trần Công Lý. Dạ, có rồi bác ơi. Có rồi hả cô? Thân nhân bên Việt Nam nhận được rồi. Nhận được rồi hả cô? Có hồi có báo hồi không cô? Có hồi báo rồi bác nơ. Nhờ cô đọc cái hồi báo dùm tôi được không? Dạ, hồi báo như sau. Sao cô? Em rất cảm động khi anh gửi về cho em 200 đô la Mỹ. Trời, khách sao quá. Gửi 200 mắc cỡ chết. Cảm động rồi, cảm ơn.
Rồi còn gì nữa không này, con? Em xin anh gửi về thêm cho em 4.000 đô la nữa để em mua chiếc xe A1. Trời ơi, ơi nhờ cô hội báo lời dùm tôi nha cô. Trời ơi, hội báo ra rắn bạc. Dạ, cô nói đi chết đi. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, bye. Trời ơi. Cái gì vậy ba? Bên này mỗi lần ăn, mỗi lần uống, mỗi lần sắm cái gì phải chờ sale. Nó xin lần 4.000 mua xe A-Móc. Nó chạy A-Móc, tôi có nước đi móc bọc á. Nó làm như tiền bên đây ra ngoài cây hái xuống xài á. Gửi kiểu này có nước bán nhà. Ba, nhà này nhà mướn bán không được á ba. Quên nữa, bực mình cái gì đâu à. Lấy ghế cho ngoại ngồi. Trời sao sofa ngồi êm, ba ngồi, ba cứ ngồi ghế cũ hoài vậy ba. Cũ mà nó chắc mày. Dạ. Yeah. Hai ông ngoại. Gì? Trời đất ơi, ông dạy con bao nhiêu lần rồi con. Con muốn hai ba ở đâu ngoài đường á, mà ở trong nhà này là con phải giả thưa khoanh tay cúi đầu chào đàng hoàng. Chào ông ngoại coi. Dạ ông ngoại. Nghe ông hỏi nè. Sao? Ông, gì? Nay ông bực bội cái gì sao thấy con thấy mặt ba cái nhăn nhăn nhó nhó hoài vậy, ba bực cái gì vậy? Bực lắm con ơi, ba hỏi con nè. Con có nhớ cái chú Tư mà hồi xưa không? Dạ nhớ, chú Tư tài xế của ba phải không ba? Dạ. Hồi xưa mới hồi sáng này ba ra uống cà phê. Trời ơi, gặp chú ấy lúc này chú ấy làm sao đó mày ơi. Chết cha, chắc gặp ba không chào phải không ba? Nói nào ngay nó có. Nhưng mà chẳng thà nó đừng có chào. Sao vậy ba? Trời ơi, cái bạn bè của ba là ai? Nào là đại tá Đồng nè, là ông trung tá Lữ nè, rồi trung tá Nghĩnh nè, rồi thiếu tá Văn nè. Dạ. Trời đất ơi, nó gặp ba vậy mà nó đi qua nó gặp ba, nó bắt tay nó chào anh cục ngủng vậy à, tức không? Thì chú gặp ba chú chào anh là đúng rồi, không lẽ chú gặp ba chú chào chị? Không phải, tại vì chú ấy hồi xưa gặp ba đó, một điều là chào ông thẩm phán, hai điều chào ông thẩm phán. Ba, cái chuyện đó là xưa rồi ba, bây giờ gặp chào anh là được rồi ba, là tốt rồi ba à. Tốt cái gì? Nè. Oh, I get it. Gì con? Mẹ làm nail. À? Nếu mà người ta gặp mẹ đó thì phải chào là chị nail. Đừng có nói vậy nè. Con đó là học sinh, chào con thì phải chào là em học sinh. Còn ông ngoại thì phải chào là ông thẩm... Thẩm gì con? Thẩm à, gì? Thẩm phân. Hey. À. Trời ơi, thẩm phán nó sửa thành thẩm phân. Trời ơi. Trời ơi chú Lì. Có. Mày dạy con mày như vậy nè hả chú Lì? Không phải, không phải. Trời ơi con. Trời ơi, bỏ dấu cho đàng hoàng kêu mình chết mẹ đó nè. Thẩm phán, mày lên phán, thấy không? Chứ đừng có ân ra cái nó kỳ cục lắm nha. Thẩm phán. Phân. Cái gì? Phán. Dạ, thẩm phán nghe con. Chào ông thẩm phán. Còn nếu con quên không nhớ thẩm gì thì con đại chào đại là ông thẩm Thứ Hằng cũng được rồi, không sao. Này, đừng có bậy, đừng có bậy. Dạ. Bạ, dạy bậy bạ nha. Dạ. Nè, hôm nay con nhớ cái ngày gì, ngày của ông không? Dạ nhớ. Ngày gì? Ngày mừng ông sống dai mà chưa chịu chết. Trời ơi. Trời đất ơi. Chú Lì ơi. Dạ. Mày dạy con mà như vậy, ai dạy mày, ai dạy mày? Mẹ dạy con đó. Không, con không có ba. Trời ơi ba. Ừ. Trời ơi, mẹ đâu có nói gì đâu, con nói kỳ quá. Trời ơi nè, hôm nay làm sao mà con chọc giận ông ngoại hoài vậy? Ngày xưa mà ai chọc giận ông ngoại kiểu này, ông ngoại cho gỡ 10 cuốn lịch đó con. Bậy, 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 bậy. Dạ. Bậy. Con nói như vậy nó tưởng thiệt à. Sao? Con không biết ông hồi xưa, tao hồi xưa là ai hả? Who am I? Dạ biết ba à. Thẩm phán Trần Công Lý cách đây 30 năm. Đó. Tôi rất tự hào cái tên Trần Công Lý. Hồi xưa ba nổi tiếng là ông thẩm phán xử cái gì cũng công bằng và có lý lẽ. Bởi vậy ba nghèo tới giờ đó. Đối cho sạch, trách cho thơm con. Bởi vậy trước khi ba xử cái gì á, ba phải giải thích lý lẽ cho cặn kẽ rõ ràng rồi ba mới xử. Dạ. Nè, bây giờ ba giải thích nè. Cô đen. Ông ngoại, con hết đen rồi, ông ngoại đừng có kêu con cô đen nữa. Ba nó lớn rồi ba, cứ ba cô đen hoài kỳ quá à. Trời ơi, tao kêu quen rồi mày. Tại vì tao là người đầu tiên thay cái tả cho nó. Tao thấy nó đen, tao đặt là cu đen. Chừng nào nó trắng, tao đặt là cu đen mới là bậy. Thôi ba. Tao thích kêu cu đen là cu đen. Ông ngoại. Cu đen, biểu. Ông ngoại, I'm not đen anymore. Can you please stop calling me cu đen? Cái gì? Can you please stop calling me cu đen? Trời đất ơi, thôi quá rồi, quá rồi. Trời ơi, bây giờ nó kêu tôi bằng du nữa kìa. Nè, cu đen, tao nói cho mày nghe.
mày ở ngoài đường mày muốn du với mi với ai á thì mày du với mi, còn ở trong nhà này đó nha, con phải có tôn ti trật tự, người Việt Nam mình là phải có bề trên kẻ dưới, kêu thứ tự đàng hoàng. Dạ ông ngoại. Biết chưa? Dạ biết ông ngoại. Nè, bây giờ ông dạy con nè. Rồi mày trúng mánh rồi Kevin ơi. Để tao dạy cháu tao nha mày. Dạ. Thí dụ như á, chị em của ba con á, con gặp con kêu bằng cô, mà chị em của mẹ con á, con gặp con kêu bằng dì, mà anh em của ba con á, con gặp con gọi là chú với bác, mà anh em của mẹ con á, con gặp con kêu bằng cậu. Trời ơi. Mà nếu mà cậu con lấy vợ rồi á, vợ của cậu con phải gọi bằng mợ, mà dì con lấy chồng á, chồng của dì con phải gọi bằng dượng. Mà ba của ông ngoại nè, con phải nói là ông cố. Mà ba của ông cố á, con phải gọi là ông sơ. Oh my goodness, ông ngoại. I don't understand anything you're saying. Kevin. Gì ông cố, ông... Kevin. Gì kỳ vậy trời. Tôi mới dạy nó chút xíu thôi, cái nó học nó tại là sao? Con nít bên đây nó sao mà. Ba khó quá à. Con nít Việt Nam mà xanh bên đây nó giống như trái chuối vậy đó ba. Ủa là sao xanh đây giống như trái chuối là sao? Là coi như ở ngoài nó vàng nhưng mà lột trong nó trắng rồi. Ở ngoài nó vẫn là Việt Nam nhưng bên trong nó Mỹ hóa rồi ba. Không, tao không muốn như vậy. Tao đó muốn nó cũng là trái chuối nhưng mà là trái chuối xứ. Là sao ba? Ở ngoài vàng, ở trong nó cũng vàng luôn. Vậy mà là cháu của tao mày. Ba khó quá riết rồi, nó buồn ba đó. Cái gì? Tao làm gì nó buồn? Trời ơi, nói thiệt với con nha. Sao ba? Nó không có buồn ba bằng nó buồn con lắm đó. Trời ba nói gì kỳ vậy ba? Con hy sinh cả một cuộc đời con cho nó mà ba. Đó, chính vì con hy sinh cả cuộc đời của con á, cho nên nó than buồn, than trách móc con hoài đó, con không biết không? Trách chuyện gì vậy ba? Bây giờ ba hỏi con nè. Dạ. Nó năm nay 15, 16 tuổi rồi. Mới có 15 mà ba. Nó cũng lớn rồi. Dạ. Nó cũng cần có đôi khi nó có riêng tư của nó. Nó cũng cần có một cái phòng riêng của nó. Ba nói là sao vậy? Nhà mình có ba phòng, mỗi người một phòng, cái phòng nó bự nhất đó ba. Con giường phòng bự cho nó đó. Đồng ý. Mày có cho nó cái phòng. Dạ. Mày cho nó cái phòng mà mày không cho nó cái cửa. Cái phòng có cái cửa đó riêng tư à, mày gỡ đem cất luôn. Rồi tối cái 5 phút mày đi nghe mày ngó vô một lần, 5 phút mày ngó vô một lần. Vậy sao nó chịu nổi? Ba không biết ba ơi, con nít bây giờ nó kỳ cục lắm ba ơi. Trời ơi, ba biết sao bây giờ trên internet đó ba, trên computer gì đó, nó có nhiều cái website kỳ cục cái gì đâu mà www.tìnhđếnmuộn.com ba, hoặc là www.onghoàng15.net cái gì đó ba ơi, ghê lắm. Mà con nít bây giờ biết nó dập cái computer, trời ơi nó kinh khủng lắm, nó hư ba ơi, nó dập computer nó hư. Bây giờ mày muốn nó dập computer hay là nó việc kiếm nhỏ nào giờ nó dập? Thôi ba, con không có như vậy đâu ba. Dọc cái gì, nó dọc computer thì nó học hỏi có gì đâu mà mày sợ. Không có được ba ơi, phải canh đó ba ơi, phải gỡ cửa đi ra đi vô canh nó cho dễ ba. Mày còn một chuyện nữa nè. Chuyện gì nữa? Cái chuyện này con vô tình nha. Sao ba? Con vô tình này giống như là con vi phạm luật nhân quyền đó. Trời, ba nói gì ghê dữ vậy, cái chuyện gì? Nó nói với ba, nó than với ba là con chuyên môn nghe lén điện thoại. Ba, bậy ba không có, không bao giờ con nghe lén điện thoại. Không lẽ nó nói láo? Không. Có không? Không. Ba hỏi có không? Không. Kiểu đó là có rồi. Đã nghe lén điện thoại rồi còn thở phèo phèo đóng. Còn hắt xì rồi thở rầm 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 đóng nữa. Ba ơi, tại cái bữa đó ba biết sao không? Con bị allergy, con cảm quá nên con hắt xì. Đó. Hèn chi cái lúc đó hai đứa nhỏ nó đang nói tiếng Anh với nhau mà con hắt xì một cái tự nhiên nó đổi sang tiếng Mễ ba. Chứ còn gì nữa? Cái chỗ gây cứng nhất nó đổi sang tiếng Mễ, con tức ghê sợ tức vậy đó ba. Tức cái gì thôi thôi. Sao? Ba nói rồi đó. Cái gì ba? Từ rồi sắp tới điện thoại tới của ai cứ giao cho người đó. Con biết rồi ba. Bữa nó vô tình bắt lên với con không bao giờ con muốn nghe. Thôi, lén được đâu. Rồi, từ rồi là điện thoại là không có xài tới, không có ai của ai nó nghe nha. Dạ. Đó. Có phone ba ơi, có phone. Bắt đi. Không phải của con đừng nghe nha. Phone thằng Kevin, phone con Kevin. Thì cúp xuống đi để chơi vậy. Cúp hả ba? Cúp đi. Rồi. Ta mới nói rồi. Thì cúp có ở đâu ba? Đó ba thấy không? Đó con hứa với ba con không nghe lén là con không nghe lén ba thấy không? Con hứa ba con bỏ cái phone là con bỏ liền ba thấy không đó? Không bao giờ con dò cái phone ba thấy không? Đó. Rõ ràng ba thấy không? Con nói với ba rồi đó, coi như là tất cả giờ. Ba ơi. Gì? Ba ơi, sao cái phone nó nhúc nhích quá ba ơi? Thì kệ nó đi, nó nhúc nhích kệ nó. Con nghi nó có chuyện gây cứng quá ba. Thì kệ nó, đừng có nghe lén nữa. Không nghe lén phải ba rồi không nghe. Nhúc quá không có nghe ba ơi. Chết rồi ba ơi. Gì? Con nghi quá ba ơi, con hồi hộp quá ba ơi. Gì? Con nghi con nó có bị nạn hay bị gì ba ơi? Trời đất ơi mày. Trời ơi, ba. Sao vậy ba? Con là má nó mà ba. Thôi. Con có quyền ba không được. Cái gì? Thở nhẹ nhẹ thôi. Được rồi. Thôi ba.
gầy cứng quá bà ơi. Trời ơi, cái cất đừng có nói đó nghe. Trời ơi, con quỷ cái, con bồ nó đòi bỏ nó con ơi. Trời ơi, con ơi, chết rồi, chết rồi. Cho con nghe tiếp. Hey, Lily, cô là má anh Kevin nha. Ok, con đừng có chơi cái trò đó nha. Con đó. Chơi con cho đã rồi giờ con bỏ phải không? Con vừa phải thôi nghe không? Trời đất ơi, bây giờ trút ngựa truy phong phải không? Chú biết nha, nếu mà vui mà làm hurt him à, I will kill you, ok? I will kill you, I will kill you. Ok, bye. Rồi, xong. Trời ơi, hết ý kiến luôn. Hết ý kiến luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, nó nghe lén nó thở rồi, bây giờ nó nói chuyện luôn, nó chửi luôn ta luôn nữa. Ba ơi, tôi chết rồi ba ơi. Gì chết? Trời ơi, bữa hàng chi ba không có để ý con để ý con có một đứa con duy nhất con để ý mà mấy bữa nay nè con thấy nó xanh lè xanh lét ba ơi, mà nó xuống cân ba ơi. Ngày hôm qua nè, con để cái tô cá kho trước mặt nó ói ba ơi, tôi chết rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Nó con trai nó làm như con gái nó bị ống nghén. Sao ba, vậy? Ba ơi, bởi vì con nói mà người xưa người ta nói câu đúng lắm. Câu gì? Có con trai trong nhà như là bom nổ chậm như hồi tiêu đời con trai con rồi ba. Trời ơi. Chú Lì ơi, chú Lì. Dạ. Hình như mày giận mất khôn quá. Sao vậy ba? Mày có đẻ ngược không? Sao, vụ gì? Người ta nói có con gái trong nhà như bom nổ chậm, mày đem mày nói có con trai trong nhà như bom nổ chậm. Ủa vậy con, bộ con có nói câu đó hả ba? Mày mới vừa nói nè. Trời ơi, đó rồi, tao biết thế nào nó cũng ra, nó cằn nhằn, mày xử đi nha. Cằn nhằn gì con mà, để con xử cho ba coi. Rồi mày xử đó, đi. Nó đang quánh cái trước mặt ba bây giờ đó, con nói thiệt đó. Tức quá. Cái gì vậy con hả? Cái gì baby? Why did you do that? Huh? It's my business, not yours. So how could you butt in like that? It wasn't even anything serious. You've ruined me, you've ruined my life, you've ruined everything. Now I have to live the rest of my life in embarrassment. Hey, you! You speak English too fast? I don't understand. Can you speak Vietnamese? Please? Dạ ông ngoại. Ờ. Mẹ. Hả? Tại sao mày làm như vậy? Mẹ. Chuyện của con chứ không phải chuyện của mẹ. Biết rồi nhưng mà mẹ làm như vậy làm cho con thiệt là embarrassed lắm đó. Thiệt là mắc cười. Hả? Cái gì? Cái gì? Embarrassed. Tự nhiên mắc cười ở đâu vô? Inspire hay là bắt cỡ? Whatever. Mẹ, ngày mai con Lily nó vô trường, nó kể cho mấy đứa bạn của con nghe là con có một người mẹ nghe lén điện thoại. Thì con giải thích làm sao? Con không cần phải giải thích gì hết. Bởi vì mẹ là mẹ của con biết không? Con mới có 15 tuổi à. Con không được yêu đương, con phải học, con biết không? Con phải học. Con đã học quá nhiều rồi. Trời ơi, học gì đâu mà quá nhiều ba. Ba coi về mà học quá nhiều nè. Sáng 8 giờ con chở nó trường. À. 3 giờ con đón nó về. Đúng. 3 giờ đến 4 giờ học thêm toán, 4 giờ đến 5 giờ học English, 5 giờ đến 6 giờ học history, 6 giờ đến 7 giờ học võ, 7 giờ đến 8 giờ học piano, 8 giờ đến 9 giờ học tiếng Việt, 9 giờ đến 10 giờ coi như là học múa, 10 giờ đến 11 giờ. Trời ơi. Con cho nó học kiểu đó nó còn đứng đây là mai. Gặp như ba là vô bệnh viện nằm rồi con. Nghe con nói bà thở không nổi nữa rồi sao nó học nổi con. Told you mom. Told cái gì? Mẹ muốn học giống 7-Eleven hay sao? Gì? Gì 7-Eleven đây nữa? Tiệm 7-Eleven không bao giờ đóng cửa. À. Mẹ muốn học 24 tiếng à? Ờ. Mẹ vậy? Muốn học như vậy á. Mẹ bắt buộc con phải học như vậy. Bởi vì con nhìn gương mẹ gương ông nè. Đó. Ông với mẹ đó qua đi quá trễ. Ông thì quá già rồi con biết không? Ông không làm được cái chuyện gì hết á. Bậy con, bậy. Tao qua đây bỏ báo 7 năm trời đó. Ok, đó, bậy ông con. Bỏ báo 7 năm, còn mẹ nè, mẹ qua đây, mẹ học hành lỡ làng rồi mẹ có con. Mẹ phải lao và tìm bất cứ việc gì mẹ làm để mẹ nuôi con. Có biết mẹ cực cái thân mẹ lắm. Mẹ hôm nay làm hãng này thì bị lay off, ngày mai làm hãng kia thì chủ nó nặng nhẹ mẹ cho nên mẹ rất là khổ. Cho nên mẹ muốn con là con duy nhất của mẹ. Mẹ muốn mẹ phải tập trung vào con phải học, con phải trở thành kỹ sư bác sĩ, con biết chưa? Không care about kỹ sư hay bác sĩ. Miễn là con có học đàng hoàng, có nghề riêng của con, đủ sống vui vẻ là được rồi. Không, mẹ muốn con phải làm. Mẹ đừng ép buộc con, mày làm con cho phải con làm cho mẹ nở mặt đó mày. Mẹ đừng ép lên. Trời đất ơi. Tôi ngồi một đống như vậy mà hai người cô tôi không ra cái gì hết hả? Rồi tự nhiên hai mẹ con cãi nhau trước mặt tôi vậy à? Tôi không muốn nhưng mà bắt buộc tôi phải muốn. Tôi phải muốn. Bây giờ tới việc, tới giờ thẩm phán Trần Công Lý ra tay xử án. Cú đen. Dạ ngoại. Con có biết là tại sao mẹ con phải làm như vậy không? Con không biết. Mày không biết hả? Là tại vì mẹ của mày quá thương mày.
Tao phải nói cho mày biết một cái điều này. Tao nghĩ là mẹ mày chưa nói cho mày nghe đâu. Con có biết là lúc mẹ con có bầu sắp sanh con thì ba con đã bỏ ra đi rồi. Ba? Rồi mẹ mày sanh mày mới có 10 ngày thôi thì giao ông cho ông nuôi để mà đi làm việc. Rồi kể từ đó tao thì ca tối, mẹ mày thì ca ngày. Hai người thay phiên nhau lặn lội giữa cơn bão tuyết để mà kiếm tiền nuôi sống mày cho tới ngày hôm nay. Mày phải biết một điều, con là niềm duy nhất của mẹ con. Con là người đàn ông thứ hai trong căn nhà này. Và một điều đáng tự hào hơn nữa, con là cháu của ông thẩm phán Trần Công Lý. Ba, Lý hoài ba. Thẩm phán cách đây 30 năm. Còn con nữa, con thương con mà con không cần biết con nó cần cái gì, nó muốn cái gì. Tại sao lúc nào con cũng bắt nó phải học kỹ sư, bắt lúc nào cũng học bác sĩ? Dù nó không thích bác sĩ, không thích kỹ sư, nó thích làm nghệ sĩ thì sao? Nghề nào cũng quý hết con. Nghề nào, bất cứ cái gì gọi là nghề đều quý hết. Sống tới từng tuổi này rồi, tôi mới kiểm nghiệm được một điều. Sống trên đời có chức, có vụ, có tiền, có tài chưa đủ đâu. Mà cuộc sống cần phải được hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh và có đạo nghĩa mới là cuộc sống thật sự kìa. Ông ngoại nói thiệt là hay. Cái gì? Hay quá ông ngoại. Tao nói tiếng Việt nhiều mày hiểu hả? Dạ hiểu chứ. Con là người Việt Nam, ông ngoại dạy cho con thì con phải hiểu. Đó. Giỏi bà. Giỏi. Bà thấy không? Mỗi ngày cho đứa học một tiếng tiếng Việt, không mấy giờ chở đi học được 3 tiếng tiếng Việt nó. Thôi. Trời ơi, nó học một tiếng vậy đủ rồi mà cho 3 tiếng thành tiếng Mễ luôn á. Thôi được rồi con, được rồi. Đó. Bây giờ sau khi tôi giải thích lý lẽ cặn kẽ xong rồi nha, bây giờ tới giờ tôi xử nè. Vô về đứng con. Cái này là cái gì vậy ông ngoại? Dành móng ngựa. Trời ơi, chết mày rồi. Vô đi con. Kê vền trần, tức cu đen. Vì tội hỗn láo với người cấp trên, bị xử phạt 1 tháng clean up toilet. Ôi à, chết con rồi. Rồi tới phía con. Dị ba. Chu Lì Trần. Dạ. Tức Trần Thị Mẹt. Tội ủy cấp trên ăn hiếp kẻ dưới, bị phạt 3 tháng không đi sở binh. Trời ơi ba ơi, chết rồi. Tới phiên tôi. Ủa sao kỳ vậy? Làm lại. Sao cái ngày lễ thượng thọ này rồi đó hả? Tôi đi vô viện dưỡng lão. Ba. Ông ngoại ba, đừng có đi giận mà ba. Ông ngoại đừng có đi. Sao vậy? Con hứa con sẽ nghe lời ông ngoại mà. Rồi, nè, ông ngoại, con đã hiểu hết rồi. Ông ngoại nghe nè. Ông anh bên ba gọi bằng chú. Anh em bên mẹ gọi bằng cậu. Chị em bên ba gọi bằng cô. Chị em bên mẹ gọi bằng dì. Mẹ thương con á, kêu con bằng con. Mẹ giận con á, thì kêu con bằng mày. Con hiểu hết rồi. Hay, giỏi quá, cháu tôi giỏi quá. Không phải. Ông không phải vô viện dưỡng lão. Ông vô viện dưỡng lão thăm ghệ mới của ông. Ủa? Ghệ là cái gì vậy ông ngoại? Girlfriend. Girlfriend. Chúng mánh rồi ông ngoại ơi. Được không? Is she pretty? Hả? Is she pretty? Đẹp hả? Bà lớn hơn ông ngoại 8 tuổi. Bà 78, tao 70. Còn ngon. Thôi ba ơi, trước khi ba đi vô đó. Nè Kevin, con ra con đàn cho ông ngoại nghe một bài mà giật mấy bữa nay đi nghe con, nghe. Thôi trời đất ơi, thôi thôi, chuyện con xưa quá rồi. Sao? Tao với nó giật mấy ngày hôm nay rồi. Ủa, ông cháu giật rồi hả? Nó đần tân, tao đần cổ rồi. Hai người hòa nhập vô. Cổ kim hòa điệu rồi, vô thử coi coi nha. Rồi thử đi, thử thôi. Tao chơi đần cò. Ba có muốn ngồi ghế này không ba? Muốn ngồi nữa chứ con. Dạ, ba ngồi đi ba. Thử nha. Dạ, ba thử đàn lẹ lẹ. Ba ơi, ba kéo đường cò giống như cưa gỗ, ghê ba. Phải.
Ta phủi bụi thử dây bây giờ mới vô thiệt nè. Dạ. Vô.